Thầy Trúc làm lại đó gì, chị Vân ở đây mà. Ủa đang làm gì vậy? Mọi người đến với vlog ăn cùng Hồng Vân. Hôm nay chúng tôi cùng đoàn Sài Gòn Go đi Hàn Quốc. Và đây là cái điểm mà gọi là mấy tấm. Chúng tôi sẽ tự trải nghiệm cùng làm kim chi. Trời ơi mọi người ăn kim chi mọi người thấy là rất là ngon đúng không? Nhưng mà tại sao mình ở Việt Nam á, mình ăn mà mình cảm thấy là nó không có được giống như ở Hàn Quốc. Ai cũng vậy, nó ủa sao kim chi Hàn Quốc ngon hơn ở Việt Nam vậy? Trời ơi, người ta cứ biết bí kíp là bởi vì mình thiếu nhân sâm tươi. Nhân sâm tươi người ta sẽ làm như thế nào? Con ơi, con có nghe mẹ nói không? Dạ con nghe. Đó, mình sẽ dạy con cách làm kim chi. Đây, đoàn của Sài Gòn Go đang trong làm kim chi và mặc đồ hanbok nha mọi người. Mệt quá. cái con tourist guide ở của Sài Gòn Go là cái con Minh Nga. Mọi người ơi, mọi người nhớ như cái con nó hơi bị tưng một chút xíu nhưng mà rất là đáng yêu. Nó rất là đáng yêu. Thì mọi người ơi, những cái gia vị của kim chi nó sẽ bao gồm là tỏi. Mọi người biết gì đây chứ? Dạ, đây là củ tỏi. Và đây là củ gừng. Đó. À, và đây là củ hành. Thì tất cả những cái này người ta sẽ xay nhuyễn ra bóp lại. Chưa, đây là cái củ cuối cùng, củ nhân sâm. Nhân sâm tươi. Do Việt Nam mình thì không thể có nhân sâm tươi được mà chúng ta chỉ có là khô thôi, loại bột khô cũng được. Mình sẽ bỏ chung vô. Và mọi người ơi, mọi người nhớ giùm nè, hành thì chúng ta sẽ cắt khoảng 3 phân đến 4 phân nha. Rồi, còn cái lê là để làm gì? Sẽ có mặt ở đây. Đơn giản lắm mọi người ạ. Mình không có dùng bằng đường bởi vì đường sẽ bị nhớt nhau, mà mình dùng cái chất ngọt này bằng làm lê hoặc táo. Nhà mình có cho bốn chụp hình chung ạ. Thế thì nhà mình có bốn chụp hình chung. Bằng lê, bằng cái lê và cái táo nha mọi người. Xay nhuyễn và trộn lên ớt bột và cuối cùng là củ nhân sâm này nha. Trộn lại và nó ra một hộp chất như thế này. Bây giờ Vân sẽ làm cho mọi người coi nhé. Cái củ này quay đây nè. Em quay không nè, không hề nhấc máy luôn rồi đi máy luôn. Đây là củ cải đã được làm gì? Chưa có rửa, sắc ra, sau đó là bỏ muối hột vô đây. Và phơi là 4 tiếng. Đúng là 4 tiếng. 4 đến 6 tiếng. Không. Không có đâu. Sau đó là chúng ta sẽ làm như thế này. Đây là con kiến nè. Đây chúng ta sẽ bắt đầu sát cái gia vị này. Mỗi người cầm cái dĩa để mình chụp hình tập thể. Sát gia vị nè mọi người đó. Nhìn đây nè. Cứ vừa ấy vừa phải chửi hả? Đó. Mọi chúng ta sẽ trát như thế này nha mọi người. Chỉ cần làm một mặt thôi bởi vì cái kia tự động nó sẽ thẩm thấu xuống nha mọi người nha. Đây mọi người, đó, đây chúng ta sẽ làm như thế này. Và chúng ta đây sẽ chừa lại cái cuối cùng. Rồi, chúng ta sẽ làm như thế này. Bắt đầu con lại. Chúng ta sẽ lật lại. Chúng ta sẽ gói. Ông, cái chân cuối cùng cũng làm luôn con. Mời gia đình nhà mình cùng nhau mình chụp hình nhé. Ua, xong chưa? Nhanh nào. Còn sót lại, chúng ta sẽ để lên đây. Và chúng ta xếp lại. Gói lại và cái cuối cùng để làm gì? Gói nè. Cái cuối cùng để làm gì? Để cột lại như thế này, hiểu chưa? Và chúng ta để đây. Bây giờ đi làm từ thiện. Có làm đẹp hơn mẹ luôn. Đó. À, còn cái cách mà để bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ ấy một cái thôi. Một cái thôi. Xong chúng ta cầm cái này lại, xong lấy hai cái này. Bỏ. Rất là sạch sẽ phải không mọi người? Ê, mà đính tay kìa. Rồi. Rồi, hay là quá. Cái kim chi của tôi.
của con đẹp hơn luôn.